Dạ em xin chào tất cả bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nha. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bà con. Dạ thì số điện thoại cửa hàng qua số là 0858 335 778. Dạ rồi thì bây giờ em giới thiệu tất cả bà con mình một cái mẫu súng phun xịt ha. Thì gần đây bà con mình hay hỏi em cái loại mà ngắn ngắn nó vừa tay một xíu, cũng như 30 thì ngắn quá, 80 thì dài quá. Thì bà con muốn dùng cái một loại nào đó mà nó vừa vừa cái tay mình mà nó nhẹ bà con, nó nhiều khi súng nó nặng quá mình xịt nó sẽ mỏi tay. Thì hôm nay em nhập về cái mẫu súng của hãng Safari nè, cái dòng súng cũng khá là chất lượng nhưng mà giá thành nó rất là tốt nha bà con, loại dài 60 cm nó, và nó nặng khoảng là 600 gram luôn, nó chưa tới 1 kg nha, nó rất là nhẹ mà xịt nó rất là sướng. Thì em cũng test thử là xịt nó rất là sướng bà con, sướng rất là sướng, tại vì nó sử dụng cái đồng tiền sứ nè, đồng tiền sứ lỗ là 1.5 ly nha con, 1.5 ly đây, đồng tiền sứ lỗ 1.5 nha, bét loa. Thì cái này nó khò, nó rít rất là dữ con đó. Thì em đã test thử trên cái đầu nén T22 thì thấy nó áp nó cũng khá là ổn ha, và xịt xương rất là đều, rất là mịn, không có bị dập hoa dập trái ha. Thì nói chung là tất cả súng nào cũng vậy bà con, khi bà con mình để vậy nè, bóp nhẹ là xương nè, bóp dần 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 vô thì nó xa theo cái tay mình bóp hết, bóp sát thì nó xa nhất bà con ha. Và cái ren bằng inox này không phải là cái chỗ chỉnh một nấc hai nấc ba nấc thì bà con mình hay hỏi nha, không phải đâu, không phải là hai cấp độ ba cấp độ gì cả nha. Cái ren này chủ yếu là cái ren để nó siết của bà con, để nó giữ cái cò lại thôi. Ví dụ bà con mình muốn xịt ở chế độ xương như vậy bà con mình siết vô đó, bà con mình chỉnh cái vòng thân như này thì nó niêm, nó chịu cái cò mà lại, thì cái mức này nó bà con mình buông ra thì nó vẫn xịt hoài á, nó không có ngắt thuốc, chứ không phải là chỉnh ba chế độ gì cả. Đây ví dụ bà con muốn xịt sát thì bà con mình xiết cái răng cho hết luôn nó thì nó chịu lên, thì nó giữ cò để bà con mình xịt hoài tới nó không có ngắt, mỗi cái bóp tới bóp luôn nó mỏi tay, cũng như nó canh một cái cỡ nhất định cho bà con mình á, nó chứ nó không có tác dụng là chỉnh ba nấc bốn nấc hay bốn năm cấp độ gì, không phải nha. Nhiều bà con mình khi mà mua cây súng này cứ hiểu lầm là cái ren này là ren chỉnh nấc chỉnh cấp độ gì cả, nhưng thật sự tất cả đều nó tùy thuộc vào cái tay mình bóp rồi con đó. Răng bằng inox nha, cũng khá là nhẹ nhàng đây, buông ra tự ngắt mà, và nó sử dụng cái ống cần bằng inox vô con ha, và những con tán phía sau bằng inox luôn, và cái cây răng ở trong ruột cây ti á cũng sử dụng cây ti inox, và ren thì ren những cái ren này ren 13 ly 8 á cũng ren inox luôn, nó phù hợp được tất cả những cái loại dây xịt 6.5, 7.5, 8.5 với cả 10 ly đều trên 13 ly 8 là chuẩn ha. Thì bà con mình sử dụng được hết một cái thương hiệu Safari. Thì bà con mình khi đặt hàng nhớ nhắc giúp em là súng xịt 60 cm hiệu Safari nè, có cái logo hình cái đầu con sư tử ha, nó Safari 60 cm thì nó khoảng 600 gram nha. Đó cái con này sử dụng cái công nghệ của Germany nè, của Đức ha. Thương hiệu Safari này gần đây nó ra cũng khá là nhiều phụ tùng cũng như xịt tưới rồi con, thì nó là cái thuộc cái dạng mà phân khúc là giá tầm trung mà con, xài cũng khá là ổn nha. Thì nó có nhiều loại mặt hàng lắm, thì để về bữa em cập nhật cho bà con mình thêm một số mặt hàng thương hiệu Safari ha, từ đầu xịt, bình xịt điện, tất cả linh kiện phụ tùng luôn. Thì một thùng nó tầm như này là khoảng 20 cây bà con ha, đây là một thùng nè là 20 cây, và mỗi một hộp sẽ là sẽ một cây ha, nó sẽ đóng cho bà con mình một cái bao bì như thế này đó. Và em xin lưu ý bà con mình là một cây như thế này là một hộp một cây ha, và nó sẽ không có kèm phụ kiện luôn con, không kèm phụ kiện, chỉ duy nhất một cái thân súng như thế này thôi. Thì về bà con mình chỉ việc lắp cái cọng dây vô đây thôi, lắp cọng dây vô đây bà con mình cứ bóp là nó phun ra ha, và buông nó tự ngắt ha. Thì bà con mình có thể mua thêm một cái khớp nó nhanh, chỉ việc bà con mình lắp đây ha, thì nó tháo dỡ nó sẽ nhanh hơn thôi, chứ bình thường bà con mình chỉ cần là mua cái súng thì lắp vô xài thôi đó. Thì cái quan trọng là cái giá của con, hiện tại thì em đang ra cây súng xịt Safari 60 cm này với mức giá là 230.000 ha, 230.000 cho một cây súng đồng tiền sứ, ren inox, thân inox như thế này ha, đồng tiền sứ 1.5 nha. Và ngoài ra bà con mình muốn sử dụng tiết kiệm thuốc hơn, phun sương hơn thì có thể là báo em gửi thêm một cái đồng tiền inox lỗ 1 ly 2 ha, để mà con mình có thể là thay đổi luân phiên mà sử dụng ha, hoặc là có thể là thay đổi trực tiếp trên đây ha, thì em vẫn thay cho bà con được lỗ 1 ly 2 nhé. Nó thì cái đồng tiền thì nó chỉ 10.000 thôi, thì bà con mình nên mua thêm thì nó ok hơn,
thay vì 230 mình lấy thêm một đồng tiền là 240 á, thì giờ con mình xem cái nào phù hợp thì mình xài thôi. Chứ nhiều khi mình đổi lỗi một ly hai qua là vì cái máy mình công suất lớn quá, nó nén quá, nó ra thuốc không được á, thì nó sẽ nặng máy ha. Đó. Thì đây là chi tiết ngoại quan cái thùng của cái súng xịt sao vali 60 cm nè. Đó. Thì bà con có quan tâm có nhu cầu sử dụng cái dòng súng Safari 60 cm này, đây một cục gạch rồi đó, một cục gạch là 60 chuẩn luôn nè, nó 60 cm nặng 600 g, cũng khá là nhẹ, nó cũng không có nặng nhiều đâu. Còn bà con mình cầm một tay này phun xịt rất là thoải mái nha, không có mỏi tay nhiều đâu. Thì 600 g thì cho nước vô này nọ nữa thì chắc tầm khoảng 700 g chưa tới rồi ha. Thì khi mà con mình sử dụng cái súng ngắn thế này á, con mình bóp súng là thì cái áp nó đẩy ra thì nó sẽ phất cái đầu súng lên, nó sẽ nhẹ hơn so với những cái súng lớn. Súng lớn thì ở đây nó sẽ có một cái chỗ cầm đâu con, để bà con mình cầm hai tay. Còn riêng cái dòng súng ngắn này thì không cần, chỉ cần một tay thôi nha. Đó, với mức giá là 230 bao ship thì em nghĩ là khá là tốt nha, khá là ổn. Rồi thì bà con có quan tâm có nhu cầu sử dụng cái dòng sản phẩm súng Safari 60 cm này, hãy liên hệ qua số Thành Thịnh ha, 0858 335 778 nha con. Giờ là em xin cảm ơn, em xin chào nhé. Bác sĩ bên. Bật lên. Khó khó nữa đó. Cửa hàng Thành Thịnh Đông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.